29, câu hỏi và bài tập. Tổng kết chương 2, nhiệt học. A. Ôn tập. Mấy em xem nội dung câu hỏi từ câu 1 đến câu 10, sách giáo khoa, trang 101. Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, gọi là nguyên tử, phân tử. Câu 2. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. Câu 3. Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh. Câu 4. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ tăng thì nhiệt năng tăng, vì các phân tử chuyển động càng nhanh. Câu 5. Thực hiện công và truyền nhiệt. Ví dụ, cọ sát miếng đồng làm miếng đồng nóng lên. Đặt cái muỗng vào cốc nước nóng, nhiệt năng của nước truyền sang cái muỗng. Câu 6. Bảng 29.1. Mấy em sẽ điền dấu sao, cộng, trừ. Ứng với các cách truyền nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không. Câu 7. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Câu 8. 4.200 joule trên kg K có nghĩa là muốn cho 1 kg nước nóng thêm 1 độ C thì cần nhiệt lượng lượng là 4.200 joule. Câu 9. Công thức tính nhiệt lượng Q bằng M nhân C nhân delta T. Trong đó, Q là nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị là joule. M là khối lượng, đơn vị là kg. C là nhiệt dung riêng, đơn vị là joule trên kg nhân K. Delta T là độ tăng nhiệt độ, đơn vị là độ C. Câu 10. Nhiệt được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn, đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại. Nhiệt lượng do vật này tỏ ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. B. Vận dụng. 1. Chọn câu đúng. Phần này có 5 câu trắc nghiệm. Mấy em xem nội dung câu hỏi trong sách giáo khoa và xem gợi ý trả lời. Câu 1. B. Câu 2. B. Câu 3. D. Câu 4. C. Câu 5. C. Phần 2. Trả lời câu hỏi. Gợi ý trả lời như sau. Câu 1. Vì các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động và giữa chúng có khoảng cách. Khi nhiệt độ giảm, hiện tượng khuếch tán sẽ ra chậm. Câu 2. Vì các phân tử cấu tạo nên vật
luôn luôn chuyển động. Câu 3. Không phải, vì đây là hình thức thực hiện công. Câu 4. Nhiệt truyền từ bếp sang nước, nút bật lên do nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng. Phần C, trò chơi ô chữ. Mấy em tham khảo thêm phần ô chữ trong sách giáo khoa trang 103.